Dân Nha Trang 19 thân mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hiện tại Bảo Khánh đi trên con đường làng, đi vào cái ngôi làng gọi là làng Hà Liên nha mọi người, làng cổ thuộc phường Ninh Hà của thị xã Ninh Hòa. Đây là xung quanh cảnh mọi người thấy, đây là hai bên những cái cánh đồng lúa bao ra đó. Thì sáng nay Bảo Khánh thực hiện một video về làng cổ Hà Liên cho mọi người xem. Thì con đường dẫn vào làng Hà Liên thì là một cái con đường bê tông nha mọi người, rộng tầm 2 mét thôi nha mọi người đó. Thì Bảo Khánh, mọi người thấy bên này có mấy con trâu đó, hai bên là những cái con trâu đang tắm mình ở dưới ruộng mọi người. Đặc biệt là làng cổ Hà Liên lại có một vị trí địa lý vô cùng độc đáo mọi người, bởi vì nó nằm giữa đầm Nha Phu mọi người, bao bọc và ẩn mình xung quanh là những cái đìa, cái hồ nuôi trồng thủy sản. Bà Khánh xin nhắc lại, bà Khánh đi trên con đường đi vào làng Hà Liên, phường Ninh Hà của thị xã Ninh Hòa mọi người. Thì ngôi làng này cách thành phố Nha Trang khoảng tầm 30 km về phía bắc, và cách thị xã Ninh Hòa hơn 5 km thôi mọi người. Mọi người thấy chưa, thì là mọi người thấy những cái hồ, những cái đìa đây này. Đó, bên này là những cái hồ và bên này là những cái đìa họ nuôi trồng thủy sản mọi người. Như cái hồ này là người ta nuôi tôm nuôi cá gì mọi người, có cái máy sụp khí mọi người, có máy sụp khí để nó tạo oxy để cho tôm cá nó thở mọi người đó. Mọi người thấy không, thì những cái hồ này thì Bảo Khánh ấp ủ cũng là rất là lâu rồi, quay cái làng cổ Hà Liên cho mọi người xem. Thì hôm nay hữu duyên thì Bảo Khánh thực hiện cái video này. Đúng ra là Bảo Khánh đi từ lúc sáng sớm mọi người nhưng mà vì một số lý do về cá nhân cho nên Bảo Khánh có mặt đây khoảng tầm 10 giờ sáng mọi người. Thì đi cái giờ này thì nó cũng không có được đẹp đẹp lắm. Đó, mọi người thấy quang cảnh nè, quá đẹp luôn. Thì được biết làng cổ Hà Liên được hình thành vào năm 1653, thời nhà Nguyễn nha mọi người. Thời nhà Nguyễn nha mọi người. Tính tới nay là hơn 370 năm mọi người ạ. Mọi người thấy phía trước là có mấy con xe người ta đang chạy, xe ô tô chạy mà mình không dám vượt lên bởi vì con đường nó quá nhỏ. Mọi người thấy những cái hồ nuôi trồng thủy sản của người ta thấy không? Mình trước giờ Bảo Khánh thì chỉ đọc qua báo chí thôi chứ chưa có tới đây. Thì đây là lần đầu tiên mình ghé, cái thật sự là mình cũng thấy phong cảnh ở đây rất là mộc mạc, làng quê mọi người. Thì được biết là người dân của làng Hà Liên, Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa thì sống chủ yếu là bằng nghề nuôi trồng thủy sản này chủ yếu mọi người. Thì hy vọng trong video này vào sáng hôm nay là một cảnh quay những cái hình ảnh mộc mạc chân chất của người làng quê Hà Liên, Ninh Hà thì sẽ nói cho mọi người xem. Đây mọi người thấy những cái hồ nuôi trồng người ta căng lưới để làm gì đây mình cũng không có biết. Được bao là bát ngát hai bên mọi người, rất là đẹp luôn. Mọi người thấy không?